Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đê sông Hồng đoạn qua địa phận các huyện Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang đến sông Luộc đoạn qua địa phận huyện Tiên Lữ, Phù Cừ là công trình phòng chống lũ lụt trọng yếu, cấm xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, tình trạng xe tải trọng lớn quá khổ quá tải đang công khai ngày đêm khai tới trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Tuyến đê sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ có rất nhiều xe bồn chở bê tông tươi từ các trạm trộn đặt ngoài đê sông Hồng. Tại khu vực bãi khai thác cát phường Minh Khai, lượng xe trọng tải lớn ra vào chở cát tấp nập. Dù trên đê có hệ thống biển báo tải trọng xe cấm xe trên 12 tấn, nhưng các xe tải trọng lớn, cơi nới vẫn công khai hoạt động. Đặc biệt đoạn qua phường Lam Sơn ra đường Phạm Bạch Hổ đi ra quốc lộ 38 đã có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng. Xe chở đầy áp mắt nhưng chỉ đậy bạt theo kiểu chống đối nên vật liệu rơi vãi, bụi bẩn đầy đường. Xe bị quá tải nhiều quá, chạy đây nhiều quá mà bây giờ cái đường này chạy cả ngày cả đêm giờ mà không nào đi để tạm hết rồi, ổ gà ổ trâu hết. Tương tự tại khu vực bến cát, trạm trộn thuộc xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, hàng đoàn xe trọng tải lớn cày xới bụi mù đoạn đường này. Biển cấm tải trọng 10 tấn trở lên, nhưng xe có trọng tải lớn vẫn cơi nới thành thùng, chở đầy hàng rồi tỏa đi các vùng lân cận nhưng không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Thực trạng này không chỉ làm hư hỏng đường mà còn gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ôi trời ơi, đi chạy cả đêm, đi cả đêm chúng tôi cũng chả ngủ được mà ấy, đi ngày cứ liên khúc chả lúc nào là từng bãi cát nhiều lắm, ngày làm phải quét bụi hàng mấy lần. Trong khi đó, việc kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện tại các cơ sở đầu nguồn hàng, kho bãi, bến cảng chưa được duy trì thường xuyên. Một số địa phương có cảng, mỏ và cuộc chưa quyết liệt trong kiểm soát xếp hàng hóa lên xe và chưa kiên quyết xử lý chủ mỏ, chủ cảng vi phạm. Tình trạng xe quá tải trọng ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài khiến người dân đang rất bức xúc. Phần cuối chương trình là hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đến với video hướng dẫn tư thế lái xe an toàn. Một tư thế ngồi chuẩn giúp người lái điều khiển một cách chính xác và thuận tiện trước các tình huống bất ngờ cũng như giảm thiểu mệt mỏi cho những cung đường xa. Nào, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Để có một tư thế lái xe an toàn, chúng ta cần chú ý 5 điểm sau. Điểm thứ nhất, hông. Ngồi xuống ghế một cách chắc chắn, không để khoảng trống nào giữa hông của bạn và ghế xe. Điểm thứ hai, phần chân. Điều chỉnh ghế ngồi sao cho đầu gối phải hơi gập một chút sau khi đã đạp phanh hết cỡ. Đối với số sàn, chân trái cũng gập lại một chút sau khi đã đạp côn hết cỡ. Với số tự động, đặt chân trái lên bàn đỡ. Tiếp đến là điểm thứ 3, phần lưng. Giữ cho giữa lưng tiếp xúc với tựa lưng của ghế xe. Sau đó, chúng ta đi đến điểm thứ 4, phần tay. Đặt hai tay lên vị trí cao nhất của vô lăng. Sau đó di chuyển hai tay về phía 3 giờ và 9 giờ. Sao cho khuỷu tay của bạn hơi gập một góc 120 độ. Nếu trục tay lái có thể điều chỉnh được thì hãy điều chỉnh độ cao của trục tay lái. Ngoài ra, có thể điều chỉnh độ cao của ghế sao cho tầm quan sát được tốt nhất. Phần cuối cùng là điểm thứ 5, phần đầu. Điều chỉnh tựa đầu của ghế sao cho tai của bạn cao ngang với điểm giữa của tựa đầu. Vâng, và vừa rồi tôi vừa hướng dẫn quý vị và các bạn làm thế nào để có một tư thế lái xe an toàn. Chúc quý vị luôn chọn cho mình một tư thế ngồi chuẩn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. The power of dreams. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.